Hi mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh của Huyền Baby hay Cherry Ruby. Tiếp nối series hack chiều cao thì phần 2 này mình sẽ chia sẻ về những mục chúng ta cần tránh để mà không muốn vô tình làm đôi chân đã ngắn của chúng mình lại còn ngắn hơn. Cho mình như thế này nhưng mà thực ra mình thấp hơn 1m6, lưng mình dài và chân ngắn, vì thế mình đã phải thử nghiệm và master về hack chiều cao thông qua cách ăn mặc và phụ kiện. Dưới đây là toàn bộ tip mình đã thử và thực sự hiệu quả, cực dễ làm, không đòi hỏi quần áo đồ hiệu mà vận dụng những thứ bạn đã có sẵn hoặc là nên có trong tủ quần áo của bạn. Mình tin là mỗi chúng ta đều là những cá thể rất đặc biệt, không ai giống ai, từ style quần áo, màu sắc, pattern yêu thích đều khác nhau. Vậy nên khi mà xem video này, bạn hãy chọn tip nào thì phù hợp và kết hợp thêm với gu ăn mặc của bạn nha. Hãy bắt đầu với cái tip đầu tiên. Tip số 1, nhất định phải tránh quần áo có các đường kẻ ngang, vì chúng có thể khiến bạn trông rộng ngang hay là khung người thô và to hơn thay vì là cao hơn. Bạn phải hiểu là mắt chúng ta sẽ nhìn theo những cái pattern mà nó, ví dụ như là pattern ngang, mắt sẽ đi ngang như này, pattern dọc, mắt sẽ đi dọc như thế này. Mắt sẽ thay đổi bởi cái kết cấu này một cách tự nhiên. Đó là lý do tại sao có đường kẻ ngang không phải là kiểu style dành cho chúng mình. Việc hiểu cấu trúc cơ thể của chính bản thân bạn sẽ giúp cho bạn tìm ra những kiểu trang phục giúp nâng tầm nhan sắc. Việc này cực kỳ quan trọng. Vậy nên là mình sẽ chia sẻ thêm ở những cái video tới. Nên là mọi người hãy nhấn theo dõi để không bỏ lỡ content mới nha. Mở rộng từ mẹo phía trên, cho những bạn nào thích mặc quần bò thì các bạn nên tránh những cái quần bò có sọc ngang ngay ở phía hông, hoặc là có quá nhiều lỗ rách ở giữa và rách ở gối, rách đùi. Và logic tương tự ở đây là nó sẽ khiến cho hông của bạn to ra và chân ngắn lại. Còn lại nếu bạn thích kiểu như là calf scratches, kiểu quần sức nhẹ nhàng thôi thì vẫn ok nha. Tip số 2, tránh quần jean, quần bò rộng thùng thình. Quần jeans lòe ống hay là ống rộng là một chuyện, nhưng mà kiểu quần rộng dài tới mức nó sẽ có nhiều gập khác nhau đổ xuống phía dưới như thế này, nó sẽ khiến cho chân của chúng ta ngắn đi rất là nhiều. Mình gợi ý là sử dụng quần jean cạp cao, hoặc là khi mà dùng ống rộng thì hãy vén nó lên hay là đi làm lại gấu, nhưng mà không phải là gập gấu lại nha, mình nó sẽ khiến trông phù nè. Và bạn hãy đi vắt gối lên hẳn lên trên thì trông nó sẽ kiểu như là được may vừa người cho bạn luôn ấy. Tip số 3, hãy tránh thật xa quần cáp trễ. Mình biết cái này không chỉ trong những năm 2000 mà gần đây cũng rất là trendy, nhưng mà nó chỉ phù hợp với những ai chân dài, nó sẽ tạo ra một cái look rất là cool ngầu và thời trang. Còn những bạn núm lùn như chúng mình, nếu như mà mặc vào thì sẽ chỉ thấy là lộ một bảng bụng to và một mỏng chân ngắn mà thôi. Tip số 4, hãy tránh xa đầm đuôi cá, váy lùn hay còn gọi là váy hạ eo. Tương tự như logic ở phía bên trên thì cái tỷ lệ cơ thể của chúng ta rất là quan trọng. Những cái chiếc váy lùn này không thể nào mà là bản thân của những nàng nấm lùn như chúng mình được. Khi mặc lên thì sẽ thấy lộ rõ là trên còn đúng một màu. Nếu như bạn là fan của váy dài thì hãy chọn những cái thiết kế có eo cao, kéo eo càng cao như thế này càng tốt, thì nó sẽ tạo ra một cái sự khác biệt một trời một vực luôn. Nếu như dáng bạn phù hợp với điểm tạm nhấn ở eo thì đừng ngại mà mặc những cái bộ trang phục có cái dây thắt ở eo để tạo thêm chiều sâu và khiến cho mắt của đối phương sẽ tập trung ở eo của chúng mình và phần thân trên thay vì là đôi chân của chúng mình nhá. Tip số 5, nếu như bạn mặc chân váy, đặc biệt là đồ công sở, hãy tránh những cái đồ như là đầm bút chì hoặc là loại đầm mà ngắn ngay từ đúng đầu gối. Cái thiết kế kiểu này đúng là kiểu cưa chân làm đôi, rất là mất thiện cảm ở trên đôi chân của chúng mình. Tạo hình này sẽ biến người chúng ta trở thành một hình vuông. Nếu như mà thực sự cần, hoặc là nếu bạn muốn mặc cái kiểu đầm này lắm thì hãy chọn ngắn trên đầu gối hoặc là dài quá gối một chút, tránh cái việc nó sẽ cắt ngay ở đầu gối của chúng mình. Gần tương tự mẹo ở trên, nếu như bạn chọn váy kiểu midi thì đừng chọn thiết kế mà đường kẻ ở ngay hông ở giữa người hay là chạm đúng hông của bạn. Nó sẽ xẻ bạn ra làm đôi dù là nó có cùng màu với nhau đi chăng nữa. Bạn hãy chọn váy mà cái đường kẻ này nó nằm cao hơn và càng gần ngực càng tốt, nó sẽ tạo cho cảm giác là chân của chúng ta thực sự rất là dài. Tip số 6, tránh dùng túi quá to, vì bản thân chúng mình trông đã nhỏ nhắn sẵn rồi. Mặc dù hiện nay cái kiểu túi này rất là trendy, nhưng mà nó không hỗ trợ giúp cho chúng ta cao lên mà còn khiến sụt chiều cao trông thấy. Lý do đó là khi mà đồ không cân đối, cân xứng với người thì khi mà người khác nhìn vào, bạn sẽ thấy cái túi gần như là chạm đất mất rồi. Nó sẽ có ngay cảm giác là chúng ta lùn. Vậy nên những chiếc túi to, thời thượng, thời trang và có thể đựng được rất nhiều đồ này, mặc dù trông rất là thú vị, nhưng mà chúng ta nên tránh xa và hãy chỉ dùng những chiếc túi có size thông thường và tránh những cái túi tote hay là xách tay mà nó dài quá hông của chúng mình nha. Tip số 7, tránh bút lửng tới bắp chân hoặc là gần tới bắp chân của chúng mình. Những cái đôi bút thì mình biết là nó cực kỳ thích hợp với thời tiết lạnh và trông nó còn rất là sành điệu. Cái điều này thì không còn phải bàn cãi nhiều. Bút chính là đôi giày thời thượng sang chảnh nhất trong mùa đông, và nó cũng đủ sức nâng tầm mọi set đồ mặc dù là basic nhất.
Vậy nên nếu như bạn muốn thử mix boost với size của bạn thì hãy cố gắng chọn những cái kiểu boost mũi nhọn, hay cố gắng tránh xa những đôi boost mà có dáng tù và thô kệch. Với những nào mà có bắp chân to thì các bạn nên chọn boost không quá ôm khít phần cổ chân. Và boost cao gót luôn giúp cho đôi chân của chúng ta dài hơn, thon thả hơn thay vì là để buông to thu kệch. Ngoài ra khi mà những cái boost đến mắt cá chân với kiểu dáng đơn giản là sự lựa chọn tốt nhất cho những cô nàng chân ngắn. Nếu muốn hack chân thêm thon dài thì nàng chỉ cần ghim ngay hai chiêu này. Thứ nhất là chúng ta phải chọn quần và giày cùng với tông màu boost để mà chân không bị đứt đoạn. Phần cổ và mũi của boost sẽ là cái yếu tố quyết định độ thon dài cho chân. Tất cả những cái dáng boost mũi nhọn, boost cổ chữ V này hay là boost cut out đều có khả năng hack chân dài vi diệu. Khi đó thì dù bạn diện với quần hay áo thì nó sẽ đều trở nên cao ráo thon gọn bất ngờ. Và mùa đông bạn hãy thử boost mà kết hợp ở cái kiểu như là quá đầu gối và kết hợp thêm với quần áo oversize như thế này nếu như bạn muốn trải nghiệm thêm. Có rất nhiều bạn mình thấy là hợp với cái dáng này. Tuy nhiên vì bắp chân mình khá là dày nên là khi mà đeo boost quá đầu gối trông nó không được mảnh mai lắm, cho nên là mình hiếm khi mặc như vậy. Tip số 8, tránh những đôi ankle trap mà nó quá extreme. Những đôi mà có dáng buộc và chỉ có một quai và dây có màu tương tự dày và nó có màu trong cùng một cái cột màu quần áo của chúng mình thì mình nghĩ là cũng rất là xinh và có thể chấp nhận được. Nhưng mà khi nó có quá là nhiều dây tua rua buộc lên cao tới gần bắp chân thì nó sẽ khiến chồng của chúng ta ngắn đi rất là nhiều và nó không tạo được cảm giác dài miên man một màn như những cái đôi cao gót khác. Chốt lại đấy, trước khi mình kết bài đó là ở đây mình chỉ đưa ra những cái mẹo tối giản nhất, nghĩa là không bao gồm việc layer phối trang phục, giày dép phụ kiện hay là phối màu sắc quần áo. Và tủ quần áo của mình sau rất nhiều năm mua rất nhiều đồ linh tinh thì nó dần dà mình phát hiện ra là có những thứ như là quần bò, quần jeans, đầm bút chỉ không sọt, chân váy ngắn vân vân thì nó sẽ khiến cho mình trông lùn đi rất là nhiều. Và với những chiếc váy mà nó càng đơn giản, ít họa tiết và dài tới chân kết hợp với giày cao gót thì nó sẽ khiến cho mình hack được chiều cao rất là nhiều. Vậy nên các bạn hãy kiểm tra tủ đồ của mình để đối chiếu đồ, từ đó rút ra các bài học cho bản thân của mình nha. Khi mà trang phục thì điều quan trọng nhất mình muốn nhắc lại đó là một cái phong thái tự nhiên, tự bạn cảm thấy xinh đẹp khi bạn diện nó với một nụ cười tự tin ngọt ngào thì chân ngắn hay không cũng không thể cản trở chúng ta kết nối hay là tạo dáng chụp ảnh. Cảm ơn các bạn đã xem tới hết video này. Hãy để lại comment, feedback hoặc là content bạn muốn xem thêm nhiều hơn nữa trong tương lai để mình có thể chuẩn bị chu đáo thêm. Và đặc biệt là hãy theo dõi mình nếu như bạn chưa nha. Hẹn gặp lại ở nhà trong những video tuần tới. Bye!